Xin chào quý vị và con. Quý vị và con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Số điện thoại 0968129996. Gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là quy trình đánh ủ bầu cây. Cây bưởi to để chuẩn bị đánh chuyển sang chỗ mới. Bầu cây thì tùy theo gốc cây to nhỏ để quý vị bà con có thể đánh vành bầu. Ví dụ như gốc cây này bưởi khá là to thì Hà Bưởi Ngon vành bầu 1 mét, tức là đường kính 1 mét bầu, và xung quanh thì sẽ bớt từ 2 đến 3 cái rễ. Đây, như bà con nhìn đây là 3 cái rễ để cung cấp dinh dưỡng và nước cho cây phục hồi. Chúng ta không nên đánh là đứt hết rễ, mà chúng phải bớt khoảng 3 cái hoặc 4 cái tùy theo rễ to rễ nhỏ. Sau đó thì sẽ bó bằng dây xung quanh như thế này cho chắc chắn, và chúng ta sẽ nấp đất lại ủ trong vòng từ nửa tháng, 1 tháng hoặc 2 tháng tùy theo bà con chuyển đi. Thì trong vòng khoảng nửa tháng trở đi là bà con có thể đánh chuyển đi được rồi. Nếu cẩn thận hơn thì bà con để 1 tháng, hơn 1 tháng thì sẽ ra rễ rất là nhiều. Và chúng ta lại nấp đất lại, tưới giữ ẩm thường xuyên. Thời gian đầu thì chúng ta sẽ tưới thêm thuốc kích thích ra rễ, và chúng ta pha thêm khoảng 1 gói thuốc Diomin tưới vào gốc để phòng bị nấm rễ. Khi chúng ta đánh lên như này, chúng ta cắt rễ là nó sẽ sinh nấm ở những cái đầu vết thương, thì chúng ta tưới thuốc Diomin vào là phòng bị nấm thối rễ ở những cái vết cắt rễ kia. Khi nấp xuống thì chúng ta lại lấy chân chúng ta dậm chặt lại ủ và tưới giữ ẩm thường xuyên. Đây là toàn bộ cây bưởi mà Hà Bưởi Ngon đang đánh ủ bầu cây và hướng dẫn kỹ thuật đánh ủ bầu cây cho bà con. Bây giờ thì đang là tháng 11 âm lịch. Mùa này bà con mà đánh chuyển cây thì không cần phải cắt bỏ lá. Nếu chúng ta ủ bầu cây thì những cái bộ lá như này chúng ta không hề phải cắt bỏ, mà không phải cắt bỏ cành. Chỉ có khi ra mùa xuân thì chúng ta phải cắt bỏ cành và lá để cho cây sống được. Bởi vì ra mùa xuân sẽ nắng rất là to, nên là chúng ta nếu để lá là cây sẽ bị héo hoặc chết. Nhưng mà riêng mùa từ tháng 9, tháng 10, 11, 12 âm mà chúng ta đánh cây như này, mà chúng ta ủ được bầu khoảng nửa tháng, 1 tháng trở đi, thì chúng ta đánh cây lên là chúng ta không cần phải cắt lá. Và những cây này nếu chúng ta trồng vào tháng 11 này thì ra mùa xuân là những cây này bắt đầu sẽ cho hoa và đậu quả. Rất là nhiều hoa luôn, vì cây này Hà Bưởi Ngon đang ăn quả. Nhưng mà chúng ta không nên để quá nhiều quả, mà tốt nhất là chúng ta vặt bỏ hoặc chúng ta để ít thôi. Tùy theo cái cây chúng ta đánh là khỏe hay yếu. Đối với cây mà Hà Bưởi Ngon đảo bầu như thế này rồi thì cây rất là khỏe. Khi chúng ta đem trồng là chúng ta gần như không bị trột. Nếu mà sau khoảng 1 tháng nữa chúng ta mang đi. Đây là cái bưởi diễn xịn Hà Bưởi Ngon cũng chuẩn bị ăn quả xong là đánh chuyển đi. Bà con phân biệt bưởi diễn xịn qua lá rất là dễ, và đặc biệt có quả này thì càng dễ, vì quả bưởi diễn xịn là quả nó tròn, cuống nó nhỏ, nó dài. Tức là nó có một cuống này nhỏ này, nó thường nó có một cái tay dài như thế này. Quả rất là tròn và những múi của nó rất là to đẹp. Và bưởi diễn xịn thì lá nó rất là dày lá. Đây này, bà con nhìn lá này. Lá nó rất là dày và nó hơi vo nòng mo một chút. Đây. Cây này thì rất là dễ để nhận biết bưởi diễn xịn. Đấy. Đây, thế như bà con nhìn cây giống ở Hà Bưởi Ngon ở trong vườn này. Cây giống toàn bộ đều là diễn xịn này. Đây, đây là cây giống 1 tuổi. Ngoài ra Hà Bưởi Ngon còn có bưởi đường chín sớm, cây to 1 tuổi bằng típ 21 hoặc típ 27. Này, đây là típ 21. Này, diễn xịn, bà con nhìn lá này. Có rất nhiều người đã trồng bưởi nhưng mà không biết lựa chọn giống, nên là
khi trồng ra rồi mới xem được những video clip của Hà Bưởi Ngon hướng dẫn, nên là rất là đáng tiếc. Bà con không nên phát triển mạnh giống bưởi da xanh ở miền Bắc và miền Trung, bởi vì giống bưởi da xanh không phù hợp, quả ngon nhưng mà cây nhanh bị thoái hóa hay bị chết, vàng lá thối rễ. Nên bà con lưu ý là chúng ta không nên phát triển nếu chúng ta chưa tìm hiểu kỹ. Và những giống bưởi mà ăn vào dịp Tết thì không có giống bưởi nào ngon hơn bưởi Diễn Xịn được, kể cả bưởi đào chuyên, bưởi đường chín muộn hay bưởi đường lá nhăn, vân vân và vân vân. Cả những giống bưởi người ta bảo diễn giống mới ăn tháng 11, ăn cuối tháng 10, mà nếu mà so với bưởi Diễn là đều thua hết. Nên bà con lưu ý, chỉ có bà con mua nhầm giống bưởi Diễn nai hoặc không phải bưởi Diễn thì chúng ta mới no. Còn nếu chúng ta mua đúng chuẩn giống bưởi Diễn như kiểu Hà Bưởi Ngon đang sản xuất ở gia đình đây, thì bà con yên tâm là chúng ta chỉ đưa đúng kỹ thuật chăm bón và thuốc trừ sâu, phân bón đủ là chúng ta bán rất là dễ. Còn nếu chúng ta có giống bưởi ngon mà chúng ta lại không chăm sóc mà không chịu đầu tư phân bón thì chúng ta cũng không thể nào làm được ngon, đấy là điều đương nhiên. Tức là ăn theo năng lực và làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Năng lực của chúng ta mà không chịu đầu tư thì đương nhiên chúng ta sẽ không để bằng những người người ta chịu đầu tư được. Đây ví dụ cây bưởi Diễn Xịn gốc cái tí này, quả sát đất luôn, chạm đất luôn. Bà con lưu ý là đối với những cây mà nhỏ mà đang quá trình phát triển tạo tán thì những cái nọc vượt cao hẳn lên này chúng ta sẽ bấm bỏ đến đây này. Đấy, chúng ta sẽ bấm như thế. Và bây giờ thì nó đang ra nhiều cái nọc đông ở trong thân thì chúng ta sẽ bấm vào những cái nọc này này. Tùy theo những cái cành mà chúng ta nuôi, ví dụ cành nào chúng ta muốn nuôi nọc thì chúng ta để lại để cho ra quả. Còn đâu không cần thiết thì chúng ta bấm vào hết. Chúng ta giữ lại để dinh dưỡng thì nó sẽ ra mùa xuân, nó nảy nọc nhiều và nó sẽ có quả. Cây này thì năm nay Hà Bưởi Ngon sẽ đánh lên và chuyển vào vườn mô hình điểm của Hà Bưởi Ngon, nên là cây này thì Hà Bưởi Ngon sẽ không lấy quả năm sau, mà chỉ trồng cho cây phục hồi phát triển mạnh ổn định thì Hà Bưởi Ngon mới lấy quả tiếp. Cây này nếu để nguyên si ở đây thì năm tới đây cũng sẽ có vài chục quả là chuyện quá bình thường, vì năm nay đây cũng được mấy chục quả đây rồi như bà con đang nhìn thấy. Hiện tại thì Hà Bưởi Ngon đang có một số cây bưởi 3 năm, 4 năm tuổi, 5 năm tuổi, cây rất là đẹp như thế này. Ở trong vườn thì ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996 hoặc đến nhà văn hóa thôn 7 xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp trên Zalo, Facebook bằng số máy 0968129996 của Hà Bưởi Ngon. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Xin chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Hà Bưởi Ngon đang đánh một số cây bưởi đường chín sớm rất là to đẹp. Trong vườn nhà Bưởi Ngon thì còn rất nhiều những cây bưởi đường chín sớm mà đang cho quả, trồng được khoảng 4 đến 5 năm hoặc những cây 3 năm rất là đẹp. Thì ai có nhu cầu trồng liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996. Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Đây là địa chỉ và số điện thoại trên biển quảng cáo của Hà Bưởi Ngon. Hiện tại thì Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống cho khách hàng ở trên Phú Thọ, đang xếp cây để chuyển lên. Đây là giống bưởi Diễn Xịn này. Còn bên này là đây là giống bưởi đường chín sớm, bưởi Tam Hồng. Đây giống bưởi Tam Hồng, bưởi lá rất là sạch bệnh, rất là đẹp. Mai á có. Mai xuống sớm nhá. Nhưng mà đánh cây gì đấy? Bưởi đường chín sớm cây nhỏ. Ừ, cứ bảo sáng mai xuống, không thì lại có việc đi đấy. Ồ, Phú Thọ nhỉ? Yên Lập Phú Thọ. Yên Lập à? Huyện Yên Lập Phú Thọ. Huyện Yên Lập là ở xã nào? Ở
xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Xã Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ. Anh qua cầu Trung Hà nhỉ? Nói, cứ nói Hùng Ngân cả huyện ai nhỉ? À, nói nhà Hùng Ngân à? Từng này là phải trồng được gần 1 héc đấy. Gần 1 héc. Nhà đấy em làm con ốc giống mà, nên chỉ có nước mình làm. Ốc giống. Ốc nhồi. Tối hôm qua tận gần 8 giờ nhỉ, khách tận Yên Bái mò đến lấy cây. Yên Bái chở hàng xuống đây.